Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những giá sầu riêng mỗi ngày cũng như là thông tin về sầu riêng ha. Thì như thường lệ thì trước khi mà em cập nhật cho anh chị về giá thì em sẽ cập nhật cho anh chị về thông tin. Thông tin ngày hôm nay mà theo em nắm được là em thấy là rất là nhiều nhà vườn là đăng tin là nói lái là đòi tiền cọc lại nha anh chị. Nghe nó hơi vô lý nha anh chị ha. Thường thường á là lái là đặt cọc ở nhà vườn của mình đúng không? Mà tới ngày đó mà không vô cắt á là mất cọc. Cái đó là đúng luật nha anh chị ha. Mà giờ cái này còn đòi tiền cọc này nữa. Em thấy có nhiều bài đăng vậy đó. Thì em nói anh chị nghe nè, là cái lý do là tại sao nó đòi tiền cọc là nó vô vườn của mình á, là nó nói là cái sầu riêng của mình nó bị sượng nước nha anh chị ha. Tại vì bữa giờ anh chị cũng xem được mấy cái clip mà sượng nước rồi lái với chủ vườn cãi lộn tùm lum đó. Bây giờ có một số anh nó điêu lắm, là hôm trước là đặt giá là 80 nha anh chị ha. Đó, mà giờ giá nó xuống còn chỉ có 80 mấy thôi. Nếu như là thuê công cán này cắt thì có thể là lỗ nha anh chị. Giờ nó vô nó nói đại, nói là sầu riêng của mình bị sượng nước, bây giờ là mấy anh phải trả tiền cọc lại nó, không là nó mệt mỏi với nó kiểu như nó dạng như dân anh chị nha anh chị ha. Nói chung là lái bây giờ nó xăm mình dữ lắm, anh chị để ý đi, nó xăm mình dữ lắm. Bây giờ nó nói ngang vậy đó, mà chủ vườn gặp mấy anh mà hiền hiền thì thôi nha, mấy ảnh còn nói này nói nọ nha. Chứ mà mấy anh mà kiểu như mình ở ngoài đất Đắk Lắk rồi, trời ơi em nói thiệt anh nha, trời nó chơi bữa nó cầm dao luôn á, nó dứt thằng lái luôn chứ ở đó. Rồi cái vụ mà phan ghế anh chị có thấy không, nó thành ra là bây giờ mấy anh lái mấy anh cũng nên xem xét lại. Ở đây thì em chỉ nói là một phần nào đó thôi, chứ cũng rất là nhiều anh lái tốt chứ không phải là gì. Nhưng mà bây giờ chơi cái chiêu ví dụ như mua bán thì phải có lời ăn mà lỗ chịu chứ. Bây giờ ví dụ như bây giờ giá lên trăm mấy thì mấy anh ăn mấy ảnh hưởng, rồi khi mà giá xuống quá mấy anh chơi chiêu đầu tiền cọc nữa. Trời ơi, ở đó cái đó mà đầu tiền cọc đó là mất cọc là mới đúng nha anh chị ha. Bây giờ là có mấy lái bây giờ chơi chiêu dành chị đó nè, chơi neo vườn. Hồi sáng này thì em cũng có đăng một cái đoạn video là của một nhà vườn bị neo vườn mà rụng tùm lum luôn nha anh chị ha. Mà lái vô cãi lộn với vườn, cãi quá trời cãi luôn, điện thoại thì không có bắt máy nha anh chị. Là nói là sầu riêng của mình nó chưa lên cơm này nọ các kiểu, đặng không có lên cắt nha anh chị ha, đang chờ giá nó lên. Mà thật sự là ngày hôm qua nay thì giá của mình là nó cũng có đã nhích lên được là gần 90 rồi nha anh chị ha. Hàng VIP là nó lên tới 95 rồi, còn hàng lỗi nhất của mình á là nó đã là 88.000 rồi. Thì chút xíu nữa thì em sẽ cập nhật cái giá mới cho anh chị cùng nắm ha. Với một cái thông tin nữa là bữa em cũng nói cho anh chị nghe là ở bên vụ mà Campuchia nó đào là kênh đào Phù Nam á, là có thể là dân miền Tây của mình là trồng sầu riêng là thời gian tới là nó sẽ bị thiếu nước. Nhưng mà nhà nước mình hiện tại là bây giờ đã có cách khắc phục rồi nha anh chị ha. Đang hiện tại là đang triển khai là đào hai cái hồ chứa nước tại Đồng Tháp nha anh chị ha, với Hậu Giang đó. Nghe nói là gần Tràm Chim gì đó, nó cũng rất là lớn. Khi nào mà em có những cái thông tin mà chính xác nhất anh chị thì em sẽ làm một cái video nó toàn diện để em chia sẻ cho anh chị ha. Rồi thì bây giờ thì em sẽ bắt đầu là em cập nhật cho anh chị về giá sầu riêng của ngày hôm nay nha. Rồi thì đầu tiên thì em sẽ cập nhật từ kho Hải Thuận nha anh chị ha, kho quen thuộc nha anh chị. Thì đối với mà hàng Thái loại nhất thì sẽ dao động từ 85.000 cho đến là 88.000 ha, trái từ 1 ký 9 cho đến là 5 ký. Và loại B của mình thì sẽ dao động từ mức giá từ 65.000 cho đến là 68.000, trái từ 1 ký 8 cho đến là 5 ký rưỡi. Và hàng C của mình là 46.000 nha anh chị ha, trái từ 1 ký 2 cho đến là 5 ký rưỡi. Và theo tỷ lệ nha anh chị ha, tỷ lệ 91 là 88.000, còn tỷ lệ 82 là 87.000, 73 là 86, 64 là 85 ha. Và ở đây là địa chỉ là tại là kho 3 Nguyễn Trường Tộ, thị trấn Phước An, Ca Rông Bắc nha anh chị. Và số điện thoại để cho anh chị có thể là liên lạc được là 098 138 6036 ha. Hiện tại là ri 6 là ngưng nha anh chị ha. Chút xíu nữa thì em sẽ có những cái dựa mà gửi thông tin em cập nhật cho anh chị về hàng ri 6 ha. Rồi tiếp tục là em sẽ cập nhật cho anh chị về dựa của anh Trần Đại Dương nha anh chị ha. Đây dựa là dựa 468 tại Phước An Buôn Hồ nha anh chị. Thì đối với mà hàng VIP nha anh chị ha, là A VIP á là 95.000, còn đối với mà hàng Thái mà loại bình thường anh chị là loại A á, là từ 85.000 cho đến là 90.000, trái từ 1 ký 9 cho đến là 5 ký 2 ha. Và loại B của mình thì sẽ dao động từ mức giá từ 65.000 cho đến là 70.000, trái từ 1 ký 7 cho đến là 5 ký 7. Và hàng C của mình là thương lượng nha anh chị ha, là cái dựa này là hiện tại là giá đã lên được là 90.000 nha anh chị ha. Tin cũng hơi vui vui cho những anh chị mà chuẩn bị vô cái rộ mà sầu riêng mà cắt nha anh chị. Còn đối với mà hàng ri 6 của mình thì tại kho của anh Trần Đại Dương thì mua cũng giá cũng trung trung nha anh chị ha, cũng không cao và cũng không thấp ha. Thì lỗi nhất thì sẽ dao động từ mức giá từ 58.000 cho đến là 60.000, trái từ 1 ký 9 cho đến là 5 ký 2. Và lỗi B của mình thì sẽ dao động từ mức giá từ 43.000 cho đến là 45.000,
giá từ 1,7 kg cho đến là 5,7 kg, và hàng C của mình là thương lượng nha anh chị. Và số điện thoại để cho anh chị có thể là liên lạc được là 033 926 2262 để gặp ngay anh Dương nha. Tiếp tục là em sẽ cập nhật cho anh chị về dựa của bạn Tú ha, là một kho ở Đắk Lắk và một kho ở miền Đông nha anh chị. Thì đối với mà hàng Thái loại nhất thì sẽ dao động từ mức giá từ 85.000 cho đến là 88.000, giá từ 1,9 kg cho đến là 5 kg ha. Và loại B của mình thì sẽ dao động từ mức giá từ 65.000 cho đến là 68.000, giá từ 1,8 kg cho đến là 5,5 kg, và hàng C của mình là 46.000, giá từ 1,2 kg cho đến là 5,5 kg. Cái giá này là so với ngày hôm qua là đang là giữ giá nha anh chị ha. Và theo tỷ lệ 91 là sẽ là 88.000, còn tỷ lệ 82 sẽ là 87.000, và tỷ lệ 73 sẽ là 86.000, tỷ lệ 64 là 85.000, tỷ lệ 55 là 83.000 nha anh chị ha. Còn dưới tỷ lệ 55 thì sẽ là thương lượng nha anh chị. Còn đối với mà hàng đi 6 thì hôm nay thì cũng sẽ là thương lượng. Và số điện thoại để cho anh chị có thể là liên lạc được là tại Đắk Lắk là 097 9101 601 để gặp ngay em Tú nha. Và số điện thoại ở khu vực miền Đông là 097 5939 151 để gặp ngay em Tuyết nha anh chị ha. Tiếp tục là em sẽ cập nhật cho anh chị một cái dựa ở Đắk Lắk nữa nha anh chị ha, dựa của anh Thành Công nè. Thì đối với mà hàng Thái thì ảnh sẽ thâu từ 82.000 cho đến là 85.000. Và loại B của ảnh thì sẽ thâu vào từ 62 cho đến là 65 ha. Và hàng C của mình là thương lượng nha anh chị. Đối với hàng R6 thì ảnh cũng vẫn mua nha. Đối với hàng nhất á là từ 57.000 cho đến là 59.000, và loại B của mình là từ 42.000 cho đến là 44.000, và hàng C của mình là thương lượng. Thì ở đây là mỗi kho là nó phát giá là khác nhau hết nha anh chị ha, chứ nó là không có giống nhau nha. Và số điện thoại để cho anh chị có thể là liên lạc được là 084 545 1828 nha anh chị ha. Dựa này là lúc trước là có thu cái hàng Musakin luôn nha anh chị, nhưng mà hiện tại là tạm ngưng nha. Thì anh chị nào có Musakin nào mà chuẩn bị thời gian tới mà chuẩn bị mà cắt á, thì có thể là gọi vô số điện thoại của anh Công để mà liên lạc ha. Nhưng mà lưu ý là anh chị á, là trước khi mà liên lạc á, là phải liên lạc trước là 3 giờ chiều nha anh chị. Tại vì sau 3 giờ là đều có cái giá mới rồi. Bữa giờ thì em ra video vào buổi chiều, không có nhiều anh chị nói ủa sao bữa nay mới cái ngày này mà ra cái thông tin ngày mai rồi. Tại vì nó đã có cái giá của ngày mai rồi nha anh chị ha. Sau 3 giờ chiều là đã có cái giá mới rồi. Và trước khi mà em cập nhật giá cho anh chị là em đều để cái số điện thoại vô cái kênh của em đó, thì để anh chị có thể là liên lạc được. Thành ra là những anh mà mới xem cái lần đầu tiên mà xem vào cái buổi chiều á, thành ra là thấy nó hơi hoang mang. Thì đó là vậy nha anh chị ha. Rồi tiếp tục là em sẽ cập nhật cho anh chị một cái dựa của bạn là Nguyên ha, kho Phát Thành nha anh chị. Thì đối với mà hàng Thái là mua sẽ là 82.000 ha, còn hàng B là sẽ giảm là 20 giá là 62.000, và hàng C của mình là 45.000. Thì tỷ lệ là từ loại nhất từ 2 kg cho đến là 5 kg ha, và loại B của mình trái từ 1,8 kg cho đến là 5,5 kg, và hàng C của mình là từ 1,4 kg cho đến là 4,5 kg nha. Còn đối với mà Thái lọt nha, Thái lọt thì mua là loại nhất là 47 ha, loại B là 42 và loại C là 37. Thì số điện thoại để cho anh chị cũng có thể là liên lạc được là 036 702 2495 nha anh chị ha, để gặp ngay bạn Nguyên nha. Rồi tiếp tục là em sẽ cập nhật một cái dựa khác cho anh chị cùng tham khảo nè. Dựa tiếp theo là dựa của bạn Thanh Phạm ha. Dựa này thì phát giá thấp nha anh chị, phát giá là giảm khoảng cả 10 giá so với cái dựa khác á, nhưng mà được cái là bắt nó mẫu nó sẽ dễ hơn nha anh chị ha. Thì đối với mà hàng Thái thì thâu vào từ 78.000 cho đến là 80.000 thôi, trái từ 1,9 kg cho đến là 5,2 kg. Và hàng B của mình là từ 58.000 cho đến là 60.000, trái từ 1,8 kg cho đến là 5,5 kg. Và hàng C của mình là 45.000 nha anh chị ha. Còn hàng mà kiểu như tách muối mà đủ cơm nha là 35.000 đó. Và địa chỉ là cái này là tại Ca Đông Bắc Đắk Lắk luôn nha anh chị ha. Dựa tại 001 nè. Dựa này thì mua rẻ hơn khoảng đâu là 10 giá. Tại vì hồi nãy dựa của anh Trần Đại Dương á là mua hàng nhất là lên đến là 90.000 rồi, mà ở đây hàng nhất chỉ có 80.000 thôi, giảm 10 giá nha anh chị ha. Thì số điện thoại để cho anh chị có thể là liên lạc được á, là 0981 682259 ha, để gặp ngay bạn Phương nha anh chị. Thì cái này là bắt giá tại Lâm Đồng nè, rồi Đắk Lắk, Đắk Nông luôn nha anh chị ha, Đa My và Khánh Sơn luôn. Nói chung là mua những cái khu vực đó thì anh chị cứ gọi vô số điện thoại của bạn Phương là được ha. Để đây còn thêm một số điện thoại nữa nào là 0374 924153 nha anh chị ha, để gặp ngay bạn Tuyền. Dựa này thì bắt giá là nó hơi rẻ, nhưng mà được cái là bắt thì nó sẽ dễ hơn những cái kho khác nha anh chị ha. Tiếp tục là em sẽ cập nhật cho anh chị về cái dựa của anh Triệu Dương nha. Thì dựa này thì chỉ thu về hàng Thái nha anh chị,
Thì đối với mà hàng nhất á, thì sẽ thâu vào từ 83.000 cho đến là 88.000 trái từ 1kg 9 cho đến là 5kg 2 ha, tùy vào cái tỷ lệ nha anh chị. Và hàng B của mình á, thì sẽ là giảm 20 giá nha, là từ 63.000 cho đến là 68.000 trái từ 1kg 7 cho đến là 5,5kg. Và hàng C của mình á, là 4X nha anh chị ha, trái từ 1kg 2 cho đến là 5,5kg. Thì số điện thoại để cho anh chị có thể là liên lạc được á, là 097 886 3537 nha anh chị ha. Rồi tiếp tục nữa em sẽ cập nhật một cái dựa nữa thì em sẽ tạm ngưng nha anh chị ha. Thì cái này là phát giá tại Phước An nha anh chị ha, là từ 82.000 cho đến là 62.000, là giảm 20 giá là so với cái lỗ nhất và với cái lỗ nhì nha anh chị ha. Là hàng xe của mình là thương lượng nha anh chị. Và một ở khu vực Buôn Hồ là từ là 80 cho đến 60 nha. Còn Khánh Sơn là 80-60 luôn. Là cơm vàng là 7,5 tuổi ha. Và số điện thoại để cho anh chị có thể là liên lạc được là 0964 7762. Rồi 762 một cái nữa là để gặp ngay anh lớn ha, để em đọc lại một số điện thoại lần nữa nè, 0964 762 762. Đó, để gặp ngay anh này là anh tên lớn nha anh chị. Rồi thì hôm nay em cũng đã cập nhật cho anh chị một số dựa sầu riêng ha, trong đó lại có một dựa của anh Trần Đại Dương đã lên được giá là 90 rồi nha anh chị, và hàng VIP là lên được là 95 rồi. Và cái dựa mà tại 001 thì mua giá phát giá cao nhất là từ 80 ha, giảm 10 giá so với những chỗ khác. Bởi vậy những anh lái á, mấy ảnh dựa vào những cái dựa mà giá rẻ vậy, mấy ảnh đi ra vườn á anh chị, mấy ảnh ép ghê lắm, có vườn á là ép xuống còn có 40.000 là sô lùa luôn nha anh chị ha, nói chung là cũng thấp lắm. Rồi thì hôm nay em cả cập nhật vậy nha, rồi em cũng xin được mến chào và hẹn gặp lại anh chị ở video ngày mai.